Mọi người có thấy một bé trai không? Một vụ mất tích bí ẩn. Lật tung thế giới tìm kiếm trong vô vọng. Lucas! Lucas! Nhưng anh ấy đã chết rồi mẹ à. Lucas! 20 năm sau, sự trở về kỳ diệu của phép màu. Lucas chính là đứa con trai bị thất lạc. Mẹ xấu hổ về con hơn. Manh mối động trời và những nghi hoặc dần tiết lộ. Kể từ giờ trở đi, cậu là Lucas. Sự trở về của cậu bé Lucas đánh dấu bước ngoặt ngoạn mục của dòng phim Nam Mỹ trên thị trường điện ảnh Việt. Số tiền cậu yêu cầu rồi mà. Làm ơn đi cả ta. Hãy tin anh mà. Khán giả sẽ cảm nhận một lối sống phóng khoáng, độc lập, quyết liệt và có phần hoang dã, đúng như tính cách của người Nam Mỹ. Chúng ta là đáng lắm. Im đi. Với dàn diễn viên trẻ hấp dẫn, 60 tập phim tâm lý, tình cảm đã gây bão ở nhiều nước trên thế giới. Khởi chiếu từ ngày 3 tháng 7 năm 2017 trên kênh VTC1.